Chào mọi người. Video này mình hướng dẫn các bạn rút tiền một từ trang GoChan iDrop. Mình video mình có nói rõ ngay tất cả các bạn, con này các bạn phải chuyển được 10 F các bạn mới có thể rút tiền liền. Bạn còn bạn nào chưa rút tiền được thì chờ chương trình iDrop nó kết thúc mới có thể phân phối các bạn. Trong cái video đó mình có nói rõ cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi để rút tiền được thì các bạn mở một cái robot của bạn ra nè. Các bạn bấm vào mục này nè các bạn. Các bạn bấm vào Wafer nè. Mi Balance nha các bạn. Khoan các bạn. Các bạn bấm vào Wafer đây thì yêu cầu các bạn tiền phải từ 10 rep lên các bạn rút tiền được các bạn. Sau khi bạn bấm vào Wafer xong các bạn bấm vào một withdraw nha các bạn. Nó chờ nó lót dưới một chút các bạn. Rồi sau khi bấm vào một withdraw nó có yêu cầu là các bạn là phải các bạn điền một cái số không rồi các bạn vào kênh của nó nghe các bạn. Các bạn xuống cái kênh group của nó. Nha các bạn chờ một chút xíu nha tất cả các bạn. Ủa các bạn vào kênh trailer chứ các bạn. Các bạn vào kênh trailer của nó nè các bạn. Đây thì nó có cái hợp đồng nè các bạn. Các bạn phải gỡ vào, nó yêu cầu các bạn phải gỡ vào địa chỉ này, ngay cái địa chỉ này nè các bạn, từ chữ B đến chữ O nè các bạn, là phải send gỡ cho nó vào một token TDX để nó kích hoạt ví các bạn, để nó xác minh để tránh spam ngay tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lợi sau khi các bạn gỡ xong send một cái token này các bạn vào kênh group của nó các bạn. Các bạn gửi xong kênh group nó xong các bạn về cái kênh cộng đồng của nó nè, các bạn gỡ ra cái màn hình địa chỉ, các bạn chụp màn hình nha tất cả các bạn. Khoan để cái địa chỉ này là mình chụp hồi nãy cho tất cả các bạn coi nè. Cái trang của mình nè các bạn, một địa chỉ gỡ đây nè và một cái mục balance này nha tất cả các bạn. Rồi sau khi các bạn gỡ trên cái nhóm cộng đồng của nó xong cái các bạn điền vào đây thông tin của các bạn, ví dụ bạn rút được 1.000 nè. Bạn điền 1.001 token nha các bạn. Rồi các bạn gỡ là cái địa chỉ với cho link của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau khi nó sẽ kích hoạt ví xong, nó sẽ gỡ về liền cho tất cả các bạn là token này nè các bạn. Mình đã cũng mới vừa rút xong rồi các bạn. Nó mới vừa rút nè các bạn. Mình thông báo cho các bạn nào mà tiện trên 10 ghép thì vào rút đi nha các bạn. Nè các bạn, về tích tắc luôn. Nè các bạn. 1.110 token nè. Rồi vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Bạn nào mà có thắc mắc gì không hiểu thì có để lại comment dưới mà. Vì cái video trước mình có nói rõ cho tất cả các bạn nghe nha các bạn.